dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 9 tháng 12. Thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có xu hướng nắng nhiều, mưa giảm hẳn, trời khô ráo. Tuy nhiên, dưới tác động của gió đông bắc ở khu vực đất liền, nền nhiệt duy trì ở mức vừa phải, thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Đêm và sáng sớm tiết trời se lạnh. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 73 đến 78%. Huyện Công Đảo mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 73 đến 78%. Vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Côn Đảo chiều mây có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió đông bắc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 10 tháng 12 năm 2021, mực nước cao nhất 425 cm xuất hiện lúc 15 giờ, thấp nhất 132 cm xuất hiện lúc 11 giờ 20 phút.